Vâng, hết trò son rồi lại đến cà thà thế này. Có vẻ như Tẹo đang hơi đen. Trận trước là hai nhà màu 4. Tỷ số vẫn là 0-1 thôi mà. Anh em lấy nhầm màu thôi. Bên kia là Seng hit trận này. Quần mắc bình thế nhở. Mình Katha Summer. Toàn min bóng thôi. Kể ra Pan AC thì cân. Bài Summer đồ ăn khá loằng ngoằng. Hiểu sát mép khe rừng thế này. Có đôi voi nhưng mà bài cũng đang là tương đối sâu. Xem tiểu thôi. Bên kia toàn mười mấy phần trăm. Mặc bình thật đấy. Oh,
Bài đội bạn đẹp quá nhỉ.